Có vẻ là các bạn khá là chán về việc mà các bạn phải chơi cái skill gì mà backflip mà mình tạo ra cho nhân vật Pinhe ấy. Là một cái skill mà nó khá là giống với cái skill Smash Strong đúng không? Cho nên là trong video ngày hôm nay các bạn cũng đọc được cái tiêu đề của video ngày hôm nay rồi đấy. Với cái bản update này thì mình sẽ sửa lại cũng như là remake lại cái hắc thiểm của nhân vật Pinhe trong tựa game Battleground nhà làm này của mình ha các bạn. Thì như mọi người cũng đã biết và cũng đã chơi rất là lâu về cái nhân vật Pinhe rồi. Và cũng đã biết là cái nhân vật hay là cái character unit này là một trong những cái nhân vật mà mình tạo ra đầu tiên cùng với King Koo khi mà mình mới chính thức ra mắt cái tựa game Battleground nhà làm này đối với mọi người. Thì nhân vật này có vẻ như là có tuổi đời khá là lâu rồi đấy. Có thể nói là đã tới lúc mà bản thân mình có thể nói là remake lại một số skill mà bản thân mình có thể nói là cảm thấy chưa ưng đối với một số nhân vật. Và trong video ngày hôm nay đó chính là nhân vật Pinhe ha, hay còn được biết với cái tên là Zuzi với mọi người. Và cụ thể thì skill mà mình làm lại đó chính là skill cuối cùng hay là skill 4 có tên là Backflip hay là hắc thiểm ấy mọi người. Mình sẽ remake nó lại cho nó đẹp hơn và có thể nói là ngầu hơn so với skill cũ ha. Và rồi như các bạn đang thấy thì hiện tại mình đang có mặt ở trong game hay là lobby của game ha. Thì mình sẽ trước khi vào chủ đề chính của video ngày hôm nay đó chính là remake lại cũng như là xem lại những thành quả mà mình đã làm đối với skill có tên là hắc thiểm này trong thời gian qua mà các bạn có thể nói là đợi khá là lâu ha. Thì đầu tiên thì thứ mà mình muốn giới thiệu mới nhất cho cái bản update lần này của tựa game Battleground nhà làm ấy đó chính là về cái con NPC ha. NPC ở giữa thôi nha các bạn. Lưu ý là chỉ có NPC ở phía giữa thôi nha. Còn đối với những NPC bên cạnh như là bên trái bên phải ấy thì nó vẫn như bình thường. Thì tính đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa có tính đến cái trường hợp là thay đổi những con nhân vật này ha. Thứ mà mình thay đổi gần đây nhất đó chính là cái con nhân vật ở giữa, hay là mọi người còn biết đến với NPC có tên là Sky. NPC phía sau này cũng không được thay đổi luôn nha. Nói chung là chỉ có NPC này được thay đổi mà thôi. Như các bạn đã thấy rồi, NPC Sky đã có cho mình một cái skin mới, nhìn nó khá là giống với Gozo ấy. Và đương nhiên rồi, ở đây mình còn setting hay là setup cho nó một cái thanh máu này như là của The Strong Battleground NPC ấy, để cho các bạn có thể ngắm được cũng như là đo được cái chỉ số cũng như là lượng đam mà các bạn gây ra cho mỗi nhân vật ha. Mình làm điều này để cho các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn, với là một số bạn cũng nói với mình là hãy thêm vào cái một số con NPC mới để cho game nó bất nhà mấy, cho nên là mình cũng đã thêm rồi ha. Và đến với thay đổi tiếp theo thì mình có thể nói là thay đổi về mặt đó chính là cái skill thứ nhất của chiêu mấy đó. Thì sau khi mà nhiều người chơi xong cái unit ấy thì nhiều người nói với mình rằng là có comment ở dưới video mới nhất của mình rằng là mọi người khi mà xài skill của Mad Dog, nhất là skill thứ 1 ấy, thì mọi người spam khá là nhiều, cho nên là gây ra tình trạng đó chính là lag cục bộ tùm lum ấy mọi người. Cho nên là mình cũng đã có thể nói là thay đổi countdown của skill 1 rồi ha. Có thể nói là từ 10 giây mình sẽ chỉnh nó thành 20 giây đi chẳng hạn. Tiếp theo đó chính là vấn đề mà mình có thể nói là khá là khó khăn ha, nhưng mà mình phải nói ra là vấn đề là mình sẽ hiện tại sẽ tạm ngưng về việc hỗ trợ cho những người chơi nào thuộc mobile ha. Lý do là mình có khá là nhiều thứ cần phải làm ấy, cho nên là mình cũng không thể nào gọi là tập trung vào một thứ được, cho nên là mình sẽ tạm ngưng việc hỗ trợ mobile kể từ thời điểm này ha. Có gì trong tương lai nếu có thay đổi thì mình sẽ thông báo cho bạn sau về cái tính năng mobile này nha. Ok, và dài dòng như vậy được rồi, và chúng ta cùng đến với nhân vật chính của ngày hôm nay ha. Đó chính là thành quả sau khi mà remake lại hắc thiểm hay là backflip của nhân vật Zuzi hay là Pinhe của tựa game Battleground nhà làm này ha. Thì đầu tiên mình sẽ ấn vô nút play này cũng như là bao video khác mà thôi, nhưng mà sẽ có một thứ đặc biệt đó chính là mình sẽ lưu ý các bạn rằng là cái update này không có mặc định cái nhân vật Zuzi này đâu ha. Nhân vật Zuzi này thì mình chỉ trang bị nó vào cũng như là thay skin để cho nó có thể nói là giống với trong phim và có thể nói là hợp hoàn cảnh, để các bạn có thể tưởng tượng được cái skill này nó đẹp như thế nào cũng như là nó giống phim như thế nào mà thôi. Còn về việc đó chính là skin này có mặc định sau khi mà các bạn tham gia vào game hay không thì mình xin trả lời là không nha. Đầu tiên muốn test cái skill mới thì chúng ta cùng vào phần chọn nhân vật này, character này. Ở đây thì thứ mà mình thay đổi á, nó nằm ở cái nhân vật có tên là Pinhe. Đây, xin lỗi các bạn kia, mình có khá là nhiều thứ thay đổi mà mình quên nói trong video này luôn. Nhưng trước khi test thì mình cũng xin chia sẻ các bạn luôn là bản thân cũng đã dành ra một chút thời gian để có thể fix lỗi được cái lỗi ship rồi ha. Thì giờ đây các bạn không cần ấn nút control nữa, mà bây giờ thì các bạn cứ ấn nút ship cho mình. Mình đã fix được cái lỗi gọi là random thoát ra vô lại thì mới ấn ship được. Đầu tiên ấn số 4 này.
Đấy. Ôi ôi, lắc 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 lắc. Đấy. Được chưa? Mình thấy thêm có thể nói là rất rất nhiều những hiệu ứng backflash vô cái skill này luôn ha. Nên có vẻ như là mình bật mắt đồ họa nó khá là lắc đấy. Tuy nhiên nếu mà mấy bạn nào mạnh thì nó có thể loát được ha. Nó cũng không phải là quá nặng lắm đâu. Đây, mình sẽ test thử lại này. Số 4. Đấy. Gồng, đấy. Boom. Bay cực xe luôn này, bay túi thằng đó luôn. Và các bạn thấy skill này nó như thế nào thì hãy comment xuống dưới video này để mình cùng biết với nhau. Mình thấy nó khá là ấn tượng đấy và mình cũng khá thích skill này. Về lượng dam thì có thể nói là vẫn không thay đổi ha. Thì mình thấy là cái setup về dam thì nó khá là hợp lý từ những update lần trước rồi, cho nên là mình cũng không có ngại gì mà có thể nói là thay đổi số lượng dam của skill này. Thay vào đó thì mình sẽ chỉ thay đổi giao diện cũng như là cách xài skill và tung chiêu mà thôi. Thậm chí là giờ đây các bạn cũng có thể nói là có thể thấy được một cái impact mới. Thay vì việc như mọi người đã biết thì vào những cái update lần trước ấy, nhấp nháy màn hình rất là khó chịu dành cho những bạn nào mà chơi mobile ấy. Đấy, nó phải gồng một chút nha. Rồi tung chiêu đấy, impact mới. Bum cho gozo kick kìa. Đây. Không ấn ship lock nè, cháu bạn xem một vòng thật là kỹ trước ha. Ấn số 4 này. Đấy, gồng lên. Rồi, xuất hiện. Hai tay xuất hiện backflash này. Đấm. Bùm. Trời. Nhưng tiện thì mình sẽ cho bạn xem toàn cảnh hơn về cái skill này ha. Cũng như là cách thi triển của nó như thế nào. Giờ mình ấn số 4 này. Để xa xa ra tí cho bạn dễ nhìn này. Đấy. Ôi, mình ấn nhầm. Lại. Đấy, đầu tiên gồng này, sau đó nó sẽ xuất hiện một cái impact, rồi sau đó xuất hiện vô tay này. Rồi nó sẽ đấm, và các bạn có nghe được cái sound effect gì không? Và cái sound effect này mình cũng có thể nói là đã add vào riêng nha. Cho nó thật sự giống với trong phim ấy. Nó thật sự rất là khác với chiêu 3 và cũng như là cái chiêu cũ mà mọi người hay chơi ha. Đây, skill 3 cũng giống như cái skill thứ 4 backflash cũ. Tuy nhiên là nó chỉ đổi màu từ màu xanh dương sang màu xanh màu đỏ thôi. Nó khá là nhàm chán ha, nên mình cũng đã quyết định thay đổi cái skill này rồi. Đây, cái skill thứ 3 các bạn có thể tưởng tượng là cái skill cũ của backflash ha. Đây, mình sử dụng skill 3 này. Đấy, nó chỉ thay đổi từ màu xanh đen sang màu đỏ thôi. Các bạn thấy nó như thế nào? Mình thấy cực kỳ ưng ý luôn nha. Đấy, cực kỳ lực luôn. Bùm, cực xe luôn này. Và skill của nó cũng khá là mạnh nữa. Đấy, cho xe xe ra cho bạn dễ nhìn này. Số 4. Bùm. Quá đỉnh luôn. Ok, và đó là nội dung của video ngày hôm nay và đã kết thúc video này. Nếu các bạn thấy thích video này đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì bye bye và mình chúc các bạn một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.